Chào mừng các bạn thân yêu đã quay trở lại với bản tin Liên minh Confession. Sau đây hãy cùng cựu tuyển thủ của Over Paris Sport vào đội hình. Nếu Shaman là cái tên khá chất lượng trong đội hình của Over Paris Sport khi tham gia VCS mùa hè 2020, thì Cherry cũng là một cái tên khá đáng chú ý của đội hình Over Paris Sport khi thi đấu ở vòng thăng hạng VCS mùa xuân 2021 trước khi đội tuyển đi đến quyết định giải thể. Tuy nhiên, có lẽ Cherry chỉ là một phương án dự bị cho Artifact. Trong khi Shaman sẽ phải cạnh tranh suất đánh chính vô cùng cam go với một Nakia luôn có những màn thể diễn ra tại Thâm Quyến vào cuối năm nay.
Lại với hai cái tên là Seth và Brown, với những cơ bắp cuồn cuộn, bụng tám múi và nước da sám nắng, chắc chắn đây sẽ là hai người chồng quốc dân của những chị em mê Liên Minh Huyền Thoại. Seth và Brown sẽ là những vị tướng thứ 23 và thứ 24 trong dòng trang phục này và khiến Tiệc Bể Bơi trở thành chùm trang phục nhiều nhất trong bất kỳ người chơi nào cũng muốn được leo rank cùng Sharp, đặc biệt là những tuyển thủ chuyên chơi đường giữa. Và luận điểm này ngày càng được minh chứng rõ ràng hơn khi mới đây, đến nay, tuyển thủ của Top Esports nhắn tin tỉ tê đã được đua cùng với Sharp. Thế nhưng Sharp nhà ta cũng không phải kiểu dễ dãi, ai mời cũng chơi cùng, nhất là khi đang nỗ lực leo top rank hàng nữa. Vậy nên anh chàng Nai đã dùng đến chiêu bài kinh tế để đánh vào tâm lý của Duy Cầu Giấy, dẫn tới cuộc hội thoại khiến fan của cả hai phải cạn lời dưới đây. Nai, Sharp ơi! Sharp, chấm hỏi. Nai, gánh tôi cái. Sharp, lý do. Nai, gánh đi rồi tôi tặng ông máy bay, quà trở nên trên nền tảng Troyu trị giá 100 nhân dân tệ, khoảng 350.000 đồng. Nai, gánh tôi nhé. Sharp, ok. Nai,